Thưa quý khán giả, quá nhiều bất ổn và ranh giới của chuyện cho vay nặng lãi, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Và giờ đây, xảy ra nhiều nhất là bể hụi nhan nhản ở khắp cả nước, từ thành thị cho tới vùng quê. Đa phần, những người chơi chỉ biết nhau bằng niềm tin. Chính vì thế mà khi có chuyện dở khóc dở cười, đây là nội dung mà chúng tôi chuyển đến quý khán giả ngay sau đây. Bể, dở. Nhắc đến những động từ này, nhiều người sẽ liên tưởng đến một đồ vật không còn nguyên dạng. Nhưng có một loại mà người ta cũng gọi nó là bể, là dở. Nhưng vật hữu hình thì vẫn còn lành lặn, còn vật vô hình mới vụn dở. Đó là dở hụi. Tiền thì vẫn còn nguyên dạng, chỉ là được chuyển từ túi người này sang túi người khác. Dở ở đây là niềm tin, là tương lai và cả quá khứ. Công sức làm lụng vất vả, gom góp đóng hụi mỗi tháng để trông chờ vào số vốn có thể hốt vào cuối kỳ, bỗng chốc tan biến chỉ vì chủ hụi tuyên bố dở hụi. Tôi nghèo quá, nghèo bây giờ đòi không trả, mình năn nỉ tháng 500 cũng có luôn. Bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ không được luôn. Nhớ tiền này là khóc không. Thì mình bé hơn ngày mình đã có lo nhiêu đâu, thì cứ mình dồn vô, mình nghĩ cái đó là mình đỡ cuối năm. Mình hốt lè, mình xây hàng, mình bén nè, tiền này, tiền nọ, tiền chi tiêu cho gia đình nữa. Giờ cũng như trắng tay. Thì cuộc sống nó khó khăn, nó khổ cực. Mà 22 triệu của tôi là tôi già, tôi làm không có tiền, mà tôi ráng, tôi bư, tôi trái, tôi đi làm mướn. Giờ tôi đắng cho nó, mà nó bợ nó đi của tôi. Chơi hụi là một cách gọi ví von nôm na mà mọi người đặt cho một hình thức góp vốn và tiết kiệm trong dân gian Việt Nam và thường do phụ nữ thực hiện. Không gì xấu nếu như lãi suất nhẹ nhàng, thời gian đủ dài để cho những ai cần tiền có thể hốt ngay. Đó là khi hụi hè trôi chảy. Tuy nhiên khi trục trặc thì hậu quả khó lường. Chuyện không mới nhưng vẫn liên tiếp xảy ra và chưa có thuốc đặc trị. Bản chất của hụi không hề xấu. Hụi là một trong những hình thức góp vốn có tính chất tương trợ lẫn nhau. Nếu là người có dư giả về tiền bạc, hụi là một kênh tiết kiệm có lãi suất cao hơn ngân hàng. Người chơi sẽ góp tiền từng tháng, đến cuối kỳ sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Hoặc nếu là người đang cần vốn để làm ăn, hụi là một hình thức trả góp. Tức là người chơi sẽ nhận số tiền mình muốn tiết kiệm trước, sau đó trả dần hàng tháng. Và cũng bởi vì hụi có thủ tục rất linh hoạt, người chơi cần tiền chỉ cần đợi đến kỳ mở hụi, bỏ lãi suất cao và ngay lập tức được giải ngân. Nên nhiều người vẫn lựa chọn đây là kênh tài chính quan trọng của mình. Nếu mà vay ngân hàng thì mình phải làm thủ tục hoặc là có đồ để thế chấp. Nhưng chơi hụi này thì không cần, mình chỉ cần là chỉ tính với nhau thôi. Nhiều dây hụi con được hình thành, chủ hụi lại không có kinh nghiệm quản lý hoặc công việc làm ăn không thành công, dẫn đến không có khả năng trả tiền cho các hụi viên mới dẫn đến dở hụi. Hoặc cũng có trường hợp các hụi viên tham gia không đóng tiền, nghĩa là chủ hụi bị giật hụi dẫn đến dở hụi. Bởi mỗi dây hụi là một chuỗi mắt xích giữa những người chơi với nhau, chỉ cần một người không đóng tiền, cả dây hụi sẽ bị ảnh hưởng. Thông thường để có thể huy động tiền, chủ hụi phải là người địa phương được nhiều người tín nhiệm và phải có công ăn việc làm ổn định hoặc tài sản đảm bảo. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nắm bắt được tâm lý này, các đối tượng lừa đảo thường tạo vẻ bề ngoài là chủ tiệm vàng, chủ vựa nông sản hay là người thành công như doanh nhân, trí thức thành đạt. Chưa kể, không ít đối tượng bỏ tiền thuê nhà cao tầng, biệt thự, ô tô để củng cố lòng tin của các hụi viên. Từ đó, dễ dàng huy động tiền của các hụi viên. Đến khi chủ hụi biến mất thì vỏ bọc kia cũng tan thành mây khói. Chủ hụi nhiều khi thực chất nó không phải là như vậy, thì nó giả bộ làm mình là người sang trọng, người giàu có, thì đó cũng là một cái hình thức để nó lừa đảo. Cho nên là ở đây cái hụi nó vẫn không chết được, rồi cái hụi mặc dù biết cái hậu quả của nó bể rồi nó bị mất hụi rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn tồn tại được. Thế nhưng chiêu bài chính không phải là vẻ bề ngoài mà chính là lòng tham của con người. Để có thể huy động được tiền, các đối tượng lừa đảo thường tạo những dây hụi với lãi suất cao. Sau khi đã huy động được người tham gia, chủ hụi bắt đầu dở các thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản. Đầu tiên là kê khống danh sách hụi viên tham gia. Sau đó, dùng những hụi viên ảo để bỏ lãi suất cao với mục đích không cho các hụi viên thật lấy tiền. Quy trình này sẽ lặp lại đến khi hết hụi viên ảo. Lúc này, chủ hụi sẽ tuyên bố dở hụi với tài sản đã tẩu tán trước đó.
các vụ dỡ hụi trên, công thức chung đó là các hụi viên không hề biết nhau, không hề biết chủ hụi làm chủ bao nhiêu đường dây, mà chỉ dựa vào niềm tin là chủ hụi đàng hoàng, uy tín rồi giao tiền. Sự hư hỏng này là căn nguyên gây ra nhiều vụ việc đau lòng. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục bàn về vấn đề này trong tập tiếp theo của chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả.